18 tin nhắn gửi đi nhưng không có ai trả lời. Chắc tại ngoài đường kẹt xe nên những niềm vui đã không kịp tới. Đầu đôi giữa bầu trời, linh hồn em chỉ còn một nửa. Nửa kia mang cho anh mượn, không biết bây giờ đã trả hay chưa. Em biết mà, anh không phải người mà em kỳ vọng. Không địa vị, không tiền bạc, tới một công việc ổn định cũng không. Không cho anh được gì nhiều nên chẳng dám đòi hỏi bao nhiêu. Một lòng một dạ yêu anh và cố bù đắp những phần còn thiếu. Nhưng thời gian chứng minh những thứ anh cần còn hơn như vậy. Áp lực cuộc sống quá cao, không phải lúc nào em cũng ở đấy. Mâu thuẫn bắt đầu nổ ra, nụ hôn từng quen bỗng dưng thành lạ. Đồng tiền tạo ra khoảng cách và khoảng cách ấy càng ngày càng xa. Anh luôn giận trên mình mỗi khi hai đứa cãi nhau, bởi vì cả hai đều là kẻ thua khi mang cái tôi kia ra tranh đấu. Hơn thua mà để làm gì, rồi cuối cùng đường ai nấy đi. Những lúc cần thương nhau hơn thì ta lại không giữ được lý trí. Anh à, em biết anh chỉ là chàng trai vừa tròn đôi mươi, thêm sự bảo bọc của mẹ của cha nên anh chưa thấu sự đời. Nhưng nếu một lần anh thử nhìn thật sâu vào đôi mắt em, cả thành phố nặng chịu trên vai và em vẫn phải một mình gồng gánh. Điều cần đến thì cùng đã đến, lần cuối cùng bọn mình cãi nhau. Anh vừa khóc vừa nói chia tay, em chỉ lặng im rồi khẽ gật đầu. Em xin được chở anh về, 5 lần 7 lượt anh vẫn không nghe. Hà Nội cướp đi người em yêu thương vào một buổi chiều như thế. Một thời gian sau thì em hay tin năm ấy anh gặp tai nạn. Ngã tư sở dòng xe tấp nập, một mình anh nằm giữa chốn ngổn ngang. Trên tay ghi chặt điện thoại màn hình tắt liệm lúc nào không hay. Còn em lang thang tìm câu trả lời vì sao anh lại tắt máy. Và mai sau anh cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Chủ xe chạy trốn thật xa khi điều khiển xe dùng chất kích thích. Tay chân anh vẫn lành lặn, những vết bầm rồi cũng sẽ tan. Nhưng đôi mắt của em từ nay về sau sẽ không tìm được ánh sáng. Em thực sự bất lực khi nhìn anh chìm vào giấc ngủ sâu. Em ước có thể thấy anh gánh những cơn đau mà anh cố giấu. Chàng trai em yêu ngày đầu giờ chẳng thể nào nụ cười trên môi. Lỗi lầm tất cả tại em, phải tìm cho ra được cách sám hối. Em trở về nhà viết bức thư dài đầu thư gửi mẹ gửi cha. Xin lỗi với đứa con gái chưa kịp báo hiếu được ngày nào cả. Còn anh chẳng biết viết gì, bức thư để lại trước lúc em đi. Vỏn vẹn hai chữ yêu anh cùng trái tim nhỏ đặt cạnh chữ ký. Và thế là sau bao khó khăn cuối cùng anh cùng tỉnh lại. Bên cạnh anh có cha có mẹ, còn mà họ hàng chẳng thiếu một ai. Sau bao tháng ngày thật dài, qua ô cửa khép hờ một cánh, anh lại được nhìn ngắm bầu trời, chỉ khác là qua đôi mắt của em. Trong 10 năm ngày anh ra đi, hôm nay em có tin vui nên tranh thủ ghé thăm anh một tí. Em hạ sinh con trai đầu lòng, bé sinh non nhưng rất khỏe mạnh. Bé như có thêm đôi cánh vì mang trong mình linh hồn của anh.